đẹp hơn, bởi vì nó nằm ở trong cái phòng audio, nó sạch sẽ hơn, gọn gàng đâu ở đó. Đấy. Đó anh nhìn nè, từ những con ốc gánh sò nha, vàng ươm bảy màu hết. Vâng, em chính chào các bác nhé. Đây là con boss 600SR, con boss 4 cơn. Nó sẽ có trang bị là 4 volume để các bác nếu mà chơi hai cặp loa thì các bác có thể chỉnh được từng dù chiếc loa nha. Con boss 600SR này chạy 40 sò sắt Toshiba chữ đỏ nha các bác. Rất là mới. Thì đặc biệt cái dòng này nó sẽ có hai đời, đời sò thang và đời sò sắt, mà trước mắt các bác là con sò sắt nha các bác. Nhiều chỗ thì nó bán sò sắt sẽ cao hơn 1 triệu đến 2 triệu. Nhưng bên em về thì nó đồng giá các bác. Sò thang em cũng giao vậy và sò sắt em cũng giao vậy luôn nha. Thì em nghe thì nó không khác gì trơn quá. Các bạn sổ sách thì sưu tầm chất lượng hơn. Máy rất đẹp nha bác, cái phía trên nóc này nha. Con này em đang giao các bác 17 triệu 700 bao ship nha. Máy đẹp keo luôn nha. Còn len keo sao ben nha. Điện 110 110 nha các bác. Máy chạy nguồn xuyến rất là nặng. Trang bị là hai cầu loa, có bắp cầu loa bắp chuối này, hoặc là có sử dụng mỏ chim và có đường tín hiệu vào là ba lăng nha, ba lăng hoặc là AV luôn, nói chung là đầy đủ hết. Quay sau còn nguyên nha các bác. Rồi tổng quan của nó rất là đẹp. Lưu ý là điện 110. Dòng này chỉ có hàng nội địa thôi nha các bác, không có hàng xuất. Sau đây em mở nắp lên để các bác cùng xem nội thất bên trong và độ mới của sản phẩm luôn. Bác nào chốt con 600SR này thì alo cho em, chuyển khoản đủ em bớt 200, còn 17 triệu 5. Còn cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu thì vẫn giá nó là 17,7 bao ship nha. Vâng, em mời các bác cùng chiêm ngưỡng nha. Ở video trước em cũng đã quay rồi. Tại cái lúc em mở ra thôi bụi á, hàng về quá, em đã quay video sơ sơ ngắn rồi. Chắc các bác cũng đã xem qua rồi. Thì video này nó sẽ cận cảnh và nó đẹp hơn, bởi vì nó nằm ở trong cái phòng audio, nó sạch sẽ hơn, gọn gàng đâu ở đó. Đấy. Các bác nhìn nè, từ những con ốc gánh sò nha, vàng ươm bảy màu hết. Đấy, nó chạy là 40 con Toshiba chữ đỏ nha, đối nghịch phía dưới nữa nha các bác, có nghĩa là phía dưới nó có 20 con nữa, hai vế nữa. Toshiba chữ đỏ nha, mã là 554 và 424 là mã sò được sử dụng trên những omly cao cấp như là 9090db rồi các bác, người 9000 rồi đấy. Đây dòng sò có công suất lớn của Toshiba và có chất âm tuyệt hay. Đây có nhiều ốc, có ốc tụ này, nó mới tròn đấy. Để mà tìm những con 600SR mà sò sắt nó đẹp như thế này cũng khá là khó các bác. Các bác xem video và có thể xem là những video ở những cái kênh khác coi. Độ đẹp và cái độ nét của sản phẩm nó khác như thế nào. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video tiếp theo. Các bác cùng thưởng thức và cùng chìm ngưỡng em nói nha. Con này hàng đấu Mỹ về nha các bác, điện là sử dụng điện 110, 120 nha. Đây là hàng nồi của Mỹ đó các bác, hàng cho thị trường Mỹ luôn nha. Em này thì khỏe và hay lắm, tiếng cực kỳ sáng nha các bác. Giá thì cực kỳ tốt trong mùa này và cũng như là hàng em đấu trực tiếp nên giá rất tốt, 16 triệu 500 nha. Con này 1800W nha các bác, 1800W, máy rất là mới, 1800 series 6 nha, một model rất là hot của Boss. 16 triệu 5, chỉ cọc tiền thì cọc khoảng 2 triệu nha các bác. Còn chiến khoản đủ thì em bớt 200, còn 16 triệu 3, bao ship tặng nơi, được tặng kèm một bộ dây ba lăng, trị giá là 250.000, dây bãi nhật xịn canret đấy. Bác nào không lấy dây thì trừ tiền ra, vậy thôi. Còn em bán là kìm theo, kìm theo để các bác có dây tốt mà xài, còn không lấy dây thì mình cứ trừ tiền ra thôi. Chứ còn dây nó cũng có cũng mua bằng tiền chứ không phải là ba dây chợ khuyến mãi theo làm gì đâu các bác. Ba dây chợ 3-4-50 ngàn mà không có xài dây đó các bác. Đây là trạm loa nha, trạm loa mới keng 1800W nha các bác. Con này series là 001 này các bác, Made in USA, 120V, các bác cắm 110, 120 nha. Chứ 100V là hơi yếu đó, cắm 110 hoặc là 120. Đường tín hiệu vào là có 6 ly và 3 lăng nha, 6 ly và 3 lăng này. Còn cái đây không phải cắm mà cắm 6 ly là cắm luôn vào đây, hay là 3 lăng cũng cắm thẳng vào đây luôn nha. Cực đẹp nha các bác, dây nguồn zin theo máy này, có thay đồ mới này.
Rồi em mở cái nắp lên để các bác cùng xem nội thất bên trong. Hàng về chưa khui luôn, chưa khui cái nắp luôn vì nó quá mới nha các bác. Tất cả hoàn hảo hết nha các bác, chỉ việc là cắm đúng điện và các bác sở hữu thôi. Kiếm một con vang và con năng tiếng nữa là các bác đã có một bộ nghi nhạc và hát karaoke gia đình. Kiếm với boss, đối với con này các bác chơi hai cặp boss 601, 701, 10.2 vân vân, 501, còn 301 series 3 chỉ 3-4 cặp vô tư. Đây em mời các bác cùng xem độ đẹp của con boss 1008 nha. Này các bác, đây là phần lọc điện của con boss được trang bị luôn nha các bác. Nó trang bị lọc điện luôn, các bác nhìn độ mới này. Các bác nhanh tay sở hữu và sưu tầm em nói nha. Giá rất tốt nha các bác, 16.500.000. Chuyên khoản đủ thì còn có 16.300.000 thôi, vẫn bao ship tận nơi. Thì khi các bác mua con này chỉ có 16 triệu thôi nha. Em nói thì chạy 32 sò nha, 32 sò nha. 2 4 6 7. À đây 2 4 6 7 14 28 con các bác. Còn hay. Nó sử dụng bằng ốc nha các bác. Ốc mới long lanh luôn nha. Hàng sưu tầm, hàng mạng về thì có cái rồi, nó mới quá mới luôn. Em có điện thoại một tí nha. Thì thôi, video đến đây là kết thúc. Bác nào lấy liên hệ cho em nha. Boss 1008 series 6 giá 16.500.000 một con duy nhất.